Okay, hello mọi người, bữa nay mình sẽ dắt mọi người đi bắt con nghêu nha. Mình bắt khoảng 20-25 con mình về. Mỗi người bắt được 20 con á. Đây, mình quay cảnh biển nè, cho mọi người coi nha. Thì họ cũng ra. Mà cái nhóm này hình như là nhóm người Asian nè. Nói chung là mình không có bắt ở đây. Chỗ nào mà có người Trung Quốc thì mình không có xuống. Tại vì mình thật là mình không muốn xuống. Nào đó, nhìn đó. Để mình lấy cục đá mình chọi nghe chứ mình hả? Cho con nó xịt nước. Đó, đó, thấy không? Đó. Mấy chỗ mà xịt nước là sò đó. Giờ mình đi kiếm bắt mấy con nghêu. Dạ, con sâu sâu á. Sâu không? Em nghĩ nó trên cạn mà. Thịt nước có cái dội. Nghêu nó có cái dội. Nãy em quên lấy vào tay kìa. Nè, đó. Nè, nghêu nè. Cái dội. Thịt nước à. Bắt mấy con nghêu. Mình bắt mấy con nghêu á mọi người. Cái cha bệnh được em nghĩ anh móc chỉ có cái con kia mà cản trên anh móc con đó hồi tới con bơ đờ để nó xịt nó con này quá vậy không thì nó giống nhưng mà con này là con bơ đờ. Con bơ đỡ con kia nó tròn hơn con kia cái sọc nó sọc xuôi xuống nè cái con này nó sọc xuống nè thấy không nó nè con này nó sọc xuống nè con này nó không nó sọc ngang nè con này thịt nhiều lắm Mỹ nó mê con bơ đờ này lắm nè nhưng mà mình không thích thả lại con nghêu thì nó vậy nè đó đây theo thể theo yêu cầu của mọi người thì mình sẽ đi quay cho mọi người coi đây là gông biển luôn nè đó trời quá trời gông biển này ăn gì hết cái gông biển màu xanh này là mà mọi người ăn mà vô trong chợ Costco mà thấy giòn đó đây là gông biển này đây mở bờ biển của mình đầy bao la luôn nhiều lắm nha nay mình đi ra biển mình đã bắt con gì sò dương ăn ngán rồi trong biển mà nằm đóng vậy nè mọi người thấy không quá trời quá đất luôn trong biển này nó sấy giòn rồi đó cả đóng luôn cái này bao la luôn đi tới chân luôn đi ra cào quậy tập thể dục lạ thôi, lạ thôi.
tiêu nhỏ rồi. Có con cua nào bắt cạn không? Tôi bắt về cho con gái tôi ăn coi. Giờ đợi ăn cua rồi. Quá trời rong biển luôn á. Con rong biển nha. Ui trời ơi, tập chợt luôn á. Rong biển nằm lớp lớp luôn á. Quá trời rong biển luôn. Có bà cua nào mắc cạn không? Có mắc cạn không cua? Nhìn con sò dương nó bự nè, tay không ngồi xuống móc nó luôn. Tại sao không bắt nó bự quá mà. Mẹ chồng em đang đi săn lùng, săn lùng cua mắc cạn ngày ít thôi, cua mắc cạn thiệt mọi người. Tại vì ban ngày á, ban ngày thì cua nó thấy đường nó đi ra, không mắc cạn. Tại mình mang cái bút, bữa nay mình mang cái bút ngắn quá. Đây mọi người thấy không? Thấy bà sò nó nằm đây không? Chán rồi ha. Trời tự do. Đá hay gì mà nó cụp cụp dưới. Kiếm con cua của bộ cái mùa này mà kiếm con cua hơi khó rồi nha. Khó quá. Nhìn cái ông Mỹ ông cũng đi bắt sò nữa kìa. What kind you go clam? What kind? Cái gì? Me too. Mình thôi, họ cũng đi cào lắm vậy á, nhiều lắm. Đây, mình lựa cái bự bự mình bắt. Mình về mình làm món bánh đa, xúc, sò, xào. Nhưng mà mình bắt chắc khoảng 10 con thôi chứ. Đây, xin 10 con thôi. Ê! Cua xanh nhưng mà con cua này bắt không được. Ê, con sò trống luôn. Con cua đó mọi. Ở đằng này có cua. Cào cào gì này ngồi chút nữa à. Mình dám ở đây. Chỗ này nó sâu hơn á, nó có nhiều cỏ hơn. Còn hứa lên cửa bắt đúng 10 con thôi nha. Mỗi người 20 con mà bắt 10 con. Một ông Mỹ ra ông cũng bắt con có cồn. Ông nói ngày hôm qua mày không ra bắt, nước nó cạn hơn. Bữa nay nước nó sâu hơn. Ông đang cạo ngoài hai con à. Mà bỏ con nhỏ mà làm cái ghê. Bỏ đây bỏ tới tủ đá hay không? Thành ra là nào thèm mới bắt ăn thôi. Bữa nào thích thì đi bắt thôi. 2 4 6. 4 con nữa được rồi. Đó. Bỏ vô. Vậy em sẽ làm món kìa, con cua nằm nó chết luôn rồi.
không có được bự luôn. Chắc chắc bị ai dẫm lên rồi đó. Đó, nghe cái cặp là biết nó rồi ha. Một là nó, hai là cục đá rồi. Ủa, ôi nó bự. Bự cho bá luôn. Nói chuyện với con chó. Ăn nhiều cũng rớt lọt ở chính giữa. Con bự. Rồi. Dạ, ba cái nó đi lên được rồi. Con mấy giờ khi nói 100 không có cua mình được. Đó. Chó cũng đi con kìa. Nhìn chó gành. Nhìn chó ông cũng bự. Lấy tay bư 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 dưới nước luôn á, đừng có tưởng. Chó Mỹ nó khô kinh khủng. Ôi con sò bự chặt bát luôn à. Đá. Con sò con nào để bàn tay muốn giáp luôn thì một đá. Quá đáng. Lựa con bự bắt không bằng con nhỏ làm dùng. Con bự nhỏ. Trời ơi. Gà. À, mấy bạn comment chị ơi chị, giờ em không có đi làm, chị làm ơn chị quay lâu lâu dài dài chút cho em coi. Ôi ơi bự hết sức nha. Tại sao bữa nay nước không có cạn nên không có bắt được nhiều. Đó, nghe cái cặp là biết rồi ha, nhưng mà bự nhỏ. Dở lên mới biết. Cái gì vậy? Hai cái vỏ. Đây, mấy con bé Mỹ đã có đang cào. Hai ông cháu nha, nó cào. Cái cây cào dài vậy khó bắt lắm á. Đây. Bà chó bà ra đây làm gì đây? Ra đây cào sò phải không? Sâu lắm luôn á. Anh ấy hà, nó nói vậy nè, anh Lùng ơi, em ra với anh cạo vui hơn, chủ em cạo chả có con nào hết trơn luôn, bụng muốn chết luôn vậy đó, chán muốn chết luôn. Em ra em nhìn thấy con sò hồi nãy giờ bà cạo không sao mà em không thấy một con sò nữa luôn. Hello. Thôi, bà cạo chán muốn chết, không có một con mà kêu tôi vô làm cái gì bà nổi, cho nó nói vậy. Ra giờ người ta cạo cách sao vô, tôi nói cho bà biết. Đó, nghe cái cục. Thì cái bọn chó nó ý đồ ra đây là nó muốn về báo cho chủ biết là coi mà này ta vào sao. Mà thấy chó Mỹ khôn không mọi người, kêu một tiếng là nhỏ chở vô liền luôn. Không thấy làm sao mà hai chồng cái thằng đó, hai chồng Việt Nam nó cào sao mà hả, có hoài. Mấy con cô chủ mình cào hoài chả có một con nào luôn đó trời. Đủ chưa? Thôi được rồi, nhiêu đây đủ rồi, cào chi cho nhiều. Đó, kịch là có nữa rồi đó. Đây, cho vô. Có hang rồi, khi hang con nha. Đó. Ồ, con này bự nè. Cho vô. Ê. Rồi. Thì đi, thì chào nó dài dài vô luôn. Sao tới mình không muốn bắt nhiều mà sao nó đâu có hoài trời. Hằng đưa tôi cục đá. Hằng đâu? Hằng qua bên này đi. Cách nhau 6 ấy á. Nhỏ cũng cào quá trời. Con sẽ đi kiếm cô bắt cạn nha. Còn em thì em đi về. Nhiêu rồi bắt mấy con này. Mỗi người bắt 20 con rồi. Nhiêu đủ rồi. Về. Đây à. Ông coi cái cây ông lo dở dơ kìa. Ông sung quá. Dục cho cái cây ông gặm ông chạy dở dơ. Đó, cắn cái cây. Mình làm cái cây nè. Nè, mình quăng nha. Đó. Trời có cá.
Thấy ghê quá à. Nhìn dục cái cây này nha. Đó, nó chạy nó tha kìa. Con rắc này là con này con bơ được lem nè. Rắc mà mình đem cho ông cháu nhà Mỹ nhân bên mình á. Cho mình dựng cái máy để mình quay nha. Rắc. Clem con này nó làm rất là dễ. I move, I go and you can come here. Just the whole I do. Yeah. I put over there for you. That for you. I put it for you. Oh, thanks. Uh-huh. Have fun. Thank you. I have the limit now. I go home. Oh, gotcha. Bye, have fun. Bye. Mình nghĩ không phải là dân địa phương ở đây á. Hai ông cháu à, rồi họ có thể chỉ cái lỗ mà mình đào đó, họ có thể đào rồi họ sẽ bắt nhiều, tại dưới đó nhiều lắm, một lỗ thôi cả trăm con dưới, mọi người thấy mà đâu có xuống đâu, mình chỉ lấy cây cào mình móc lên thôi á, mà nhiều như vậy á, thì nhiều khi họ không phải dân địa phương ở đây họ không có biết á, thành ra mình móc cho họ một lỗ rồi mình đào, mình móc có mấy cái mà cả chục mười mấy con, rồi mình đi mình kêu họ lại chú lỗ đó, hai ông cháu lại chỗ đó hốt rồi đó. Thôi giờ hai vợ chồng lùng gì nha. Đi qua. Được nhiều thôi, bắt khoảng chục mấy con thôi à. Tại vì bắt nhiều là mệt lắm. Mình mà bắt trong vòng 10 phút thôi chịu bắt lại. Tại vì mình đi kiếm cua chứ không phải là bắt sò. Gặp mấy con này bự quá thì mình bắt thôi. Mọi người ơi, cảnh sát. Cảnh sát đang tới. Đứng đây luôn. Để mình quay cho mọi người coi sao mình ra thứ này là mình gặp cảnh sát hoài nha. Gặp nữa rồi. Chắc cho mỗi thằng em cái tích kịch rồi chứ không đâu. Không, chuyến này nếu mà có thì nó chỉ quên in thôi. Rồi. Ông khỏi lại tôi đang lại ông nè. Không lẽ giờ mình la lớn lên chứ. Police man here. Không, nhiều khi mã số qua xin trời. Đây. Đứng xa ra 6 feet nha. Hey. Good. We can climb, right? Yeah. I asked my husband, maybe you can come here. He give me ticket or something. I'm sure it's the police. Did you get your 20 clamps? Or... Yeah. Yeah. Okay. I'll just clamp. Can I get past this way around? I don't want a lot. Get 12. The license in the car.
Yeah. Not too much. I live around here, that's why. So I'm a YouTuber. So Jenny is that area looks like it's closed. Oh, wow. Damn. Damn. I'd probably check it 10 times a year, huh? Yeah, maybe. Probably. You see me all year round. Yeah. You in the YouTube? Yeah, okay. Yeah. All right. Are you okay? I'm fine. Yeah. Are you okay? I'm doing well. Yeah. You have a good day. You too. Bye. Ok, đây làm xong sò rồi mình bắt mười mấy con, mình đủ xào dĩa nhỏ chua ngọt cho Ngọc Trâm ăn thôi. Rồi ớt chuông, kim chi này kia đó. Đó, mình làm sạch rồi, bây giờ mình sắc ra. Đây mình làm sạch như vậy nè. Đây mình sắc ra. Rất là giòn. Đó, mình cái sò này mình đừng sò loại nào cũng vậy, đồ biển mình đừng có sò mà nó thiệt là chín á, nó overcook á là nó sẽ dai. Đó, xong rồi thì mình hốt mình bỏ vô một chút xíu mình đi xài ha. Ok, đây là sò mình đấy, xong rồi nè, mình làm sò rồi mình sắc nhỏ nhỏ ra là kim chi, ớt chuông, ớt xanh, tỏi, rồi mình xào lên thôi, xào dĩa nhỏ nhỏ, xào chua cay nhiêu đây mình xào được một dĩa nhỏ nhỏ rồi đó. Bữa đó mình đi bắt không có nhiều á, bắt đủ ăn thôi, tại vì mình bắt nhiều ăn cũng hết, không bỏ trong tủ lá không có ngon đâu nha. Mình bắt nhiêu đây đủ ăn là được rồi. Bây giờ mình chuẩn bị xào đây, cho miếng xì dầu vô, nước tương gì đó, nước mắm gì tùy mình hết nha. Người nào thích không thích mùi nước tương cứ để nước mắm. Mình nêm nếm cái gì đó mình thích để vô, nhưng mà nói chung là nó phải có miếng dầu hào, tại vì dầu hào nó làm cho sò đừng có ra nước á. Rồi sau đó nước tương, nước mắm gì là tùy theo ý thích của mỗi người, muốn để gì mình để ha, mình thích gì mình để nấy, nhưng mà phải có dầu hào nha, phải dầu hào lại đừng cho con sò nó bị chảy nước, nó giữ cho con sò nó khô. Cô ấy xào giùm chứ giờ mình quay phim rồi, chờ cho cái chảo nó nóng lên rồi nó vàng lên mới được, lúc đó mình mới bỏ sò nha. Ok rồi, bỏ sò vô được rồi đó. Bây giờ tỏi nó đã vàng rồi, đổ ụp thì đại vô đây lẹ lên rồi. Rồi cái vừa vàng lên là cầm nhanh tay lên, bắt lửa thiệt lớn luôn nha mọi người, lửa mà chị lửa mà bự bự nhất luôn á đó. Rồi xào lên, xào lên đi, tại vì cái này mình xào thấy nó không ra nước rồi, mình để cho có dầu hào vô nó không ra nước, nhưng mà ngồi nó cũng xuống nó cũng ra nước rồi. Xào tới như vậy cái mình múc ra đi, tại mình ngồi mình còn xào chung với rau nữa đó. Rồi xong rồi cái mình cảm thấy là nó vừa chín tới rồi thì mình xúc ra cái gỗ mà nó để cho nước nó chảy xuống á, để cho nó đừng có cho nó khô gáo á, rồi mình lấy cái nước này mình xào mấy cái kia xong rồi mới đổ xoài cho mình xào lại một cái nữa. Không biết mình nói mọi người có hiểu không, mà lần này không hiểu thì lần sau sẽ hiểu.
mình biết mình nói khó hiểu rồi đó. Giờ mình sẽ để vào rồi, bây giờ mình gớt cái sầu ra rồi đúng không, mình sẽ bỏ kim chi, mình bỏ bản ghi trước, bỏ bản ghi không, bỏ cái ớt bản này nè đó, mình xào sơ kim chi gắn phía trứng rồi chọn ở đây ra tay. Thì mình nghĩ chắc để sò cho nên kim chi đây, kim chi chọn cái nhắc kim chi đang sống được mà. Đổ vô, đổ vô lại. Thế là xong đó. Trộn lẹ tay. Đó, mình thấy chưa? Màu rất là đẹp. Tại vì mấy cái rau ớt này kia đều ăn sống gì hết, mình phải sơ lên cho nó đều, nó sò nhìn nó vừa chín tới á, nó rất là giòn. Mình để cho nó chín quá xong tắt lửa đây thôi đó, mình chọn cái đều đều á. Ok, bây giờ chuẩn bị đem ra dứt thôi, chắc ngò gí vô nha, ngò gí vô thôi, ngò gí mình bỏ, mình không cần phải xài cái chín đâu, mình tắt lửa mình bỏ ngò gí vô, mình chọn cái là ngò gí nó vừa héo vừa chín vậy đó, nó ngon. Okay, mình lấy ra dĩa lên, mình muốn ăn tiêu mình để tiêu lên trên, còn không muốn thì thôi. Xong rồi đó. Xo xào, kim chi, ớt. Tắt lên chút. Đó. Ok, rồi được rồi. Chút xíu cho nó có màu thôi. Đây, hoàn thành rồi nè. Nhìn đi đẹp không? Cái màu rất là đẹp khi mình xài với kim chi. Kim chi này mình tự làm luôn á. Ngọc Trâm nó làm nó chịu không nổi mình đi vòng vòng đó, mình lấy máy này kia đó, nó quất hết lỗ như này nhỏ nhỏ nè mọi người. Nó nói rất là ngon luôn. Này là cái idea của nó tại nó thích ăn kim chi á. Đó, thấy chưa? Còn này là cơm chiên. Có tô mắm bên bên, có giá là để bên này, bà mẹ ăn cái này. Đây là bún bột, mắm, ớt chưa leo, giá. Ông lụng bạn à, đi lận Doraemon bạn này. Ớt nè. Ok. Mọi người nếu mà có ai bắt sò đó, làm thử cái món này ăn liên ngon nha. Thế thôi, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.